Đây sẽ là một clip giảm giá đặc biệt cho những quý vị khách hàng nào tiếp cận được chiếc xe thuộc phân khúc sedan cỡ C mà ngày hôm nay Ba Tư Phan Vua Gầm Cao xin giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Mẫu Mazda được sản xuất năm 2019 với khối động cơ 1.5 hộp số tự động và đi luôn vào phần nội thất của chiếc xe để đa số những mẫu xe đến từ thương hiệu Mazda là chúng ta sẽ thấy rằng là tông màu chủ đạo cho với phần khoang nội thất đó chính là cái tông nội thất ghế da màu đen. Lên form 2019 thì chiếc Mazda 3 này đã lên được chế độ ghế lái chỉnh điện đa hướng rồi. Mọi người quan sát cái tính năng rất là hữu dụng trên chiếc Mazda 3 2019 này. Vô lăng vát đáy thể thao với tích hợp các tiện ích cao cấp như là ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay hay là ga tự động cruise control cũng được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này rồi. Và đặc biệt thì có lẫy gảy số thể thao sau vô lăng này. Mọi người có thể quan sát cái lẫy gảy số thể thao sau vô lăng rất là bắt mắt, được trang bị ngay sau vô lăng tay lái của chúng ta. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa được trang bị tính năng auto. Một số tính năng an toàn cao cấp như là hệ thống chống trơn trượt hay là iStop dừng đỗ 3 giây. Quanh cửa gió điều hòa thì được trang bị chrome rất là sang trọng, dễ dàng điều chỉnh hướng gió cũng như là mức gió với chiếc Mazda 3 2019 này. Và mọi người có thể quan sát này, tổng thể cho cái phần khoang nội thất của chiếc xe thiết kế khá là sang trọng và tối giản hết mức tối đa cho tài xế dễ dàng sử dụng. Thiết kế ghế bọc da ôm sát ngang ngồi. Ghế ngồi rất là dễ chịu, thoải mái, có lỗ thông hơi, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu từ đệm ghế, đệm lưng. Và ngay vị trí ghế lái của chúng ta cũng được trang bị túi khí an toàn. Cả tựa đầu này, đệm ghế, đệm lưng rất là căng phồng. Một chiếc xe 2019 trải qua sau vài năm sử dụng nhưng chất lượng còn cực kỳ tốt. Thiết kế vô lăng thì cũng rất là thể thao sang trọng cho một chiếc xe thiên về sự năng động cá tính. Trung tâm màn hình giải trí của chúng ta sẽ được trang bị thiết kế dạng dựng đứng, cùng với những tiện ích kèm theo như Bluetooth, FM, radio, định vị chỉ đường, đề nổ thông minh start top này, điều hòa được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này. Và mọi người quan sát ở vị trí trung tâm của chiếc xe cũng được trang bị hai cửa gió điều hòa hỗ trợ cả vị trí ghế lái và ghế phụ. Rất là nhiều cửa gió điều hòa mát sâu trong cái thời điểm nóng bức của mùa hè đang bước dần vào thời điểm chính của mùa hè rồi. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ được trang bị một đầu đĩa DVD này. Quanh củ số bọc da thì chiếc xe này được trang bị thêm chế độ lái thể thao. Bác nào mà muốn cảm giác lái bốc thì có thể chuyển sang cái chế độ lái thể thao này. Duy nhất trong phân khúc sedan cỡ C thì Mazda 3 của chúng ta được trang bị phanh tay điện tử. Còn so với những mẫu xe khác thì vẫn được trang bị nhiều phím bấm khá là rối mắt. Thì dòng Mazda sẽ được tinh giảm tối đa các phím bấm, gọn gàng cho cái vị trí trung tâm táp lô và xung quanh cái vị trí củ số, rất là tiện lợi cho cái vị trí điều khiển trung tâm màn hình giải trí bằng thiết kế dạng núm xoay. Bệ tì tay và một vị trí để ly để cốc thì chúng ta có thể đóng lại để tránh bụi bẩn với chiếc Mazda 3 2019 này. Nếu như cái vị trí bệ để chỗ để ly để cốc không sử dụng, rất là gọn gàng sạch sẽ. Gương chiếu hậu chống chói tự động. Và trên phiên bản 1.5 AT thì chúng ta được trang bị cửa sổ nóc rồi. Hiện tại thì cửa sổ nóc đang đóng coi nhá. Con này có cửa sổ nóc rất là trẻ trung năng động. Tấm rèm che nắng tích hợp gương trang điểm kèm đèn trần cho quý khách hàng luôn. Tiện ích tối ưu cho một chiếc xe thuộc phân khúc sedan cỡ C rồi. Chất lượng của xe về phần keo chỉ này, mọi người quan sát, keo chỉ nguyên vẹn 100%. Bậc lên xuống chúng ta được trang bị một ốp mạ chrome rất là sang trọng, tăng bảo vệ chống sức sát cho cái vị trí lên xuống của chúng ta. Các con ốc trên phần cột B này, màu sơn đánh dấu nhà sản xuất cũng như là không có dấu hiệu hoen ố, rỉ sét, không có dấu hiệu cậy mở, rất là dễ dàng quan sát tem mác của chiếc xe này. Về phần cột A mọi người cũng rất là dễ dàng quan sát qua cái hình thức bên ngoài, các chi tiết đường ống hay là các con ốc bản lề, hệ thống âm thanh của chiếc Mazda này, vị trí để chai nước để đồ cho phần táp lý cánh cửa, vị trí ghế lái. Các phím bấm thì sắc nét không bong chóc hao mòn, phím rất là sáng nét các bác nhé. Các chi tiết này, tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng không một vết xước, táp lý cánh cửa còn cực kỳ đẹp. Ở phần táp lý cánh cửa của chúng ta sẽ được thiết kế với hai tông màu đen nâu kết hợp. Một chiếc xe rất là chất lượng trong phân khúc sedan cỡ C. Thời điểm này thì khá là nhiều người yêu thích dòng Mazda, một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, bền lành, tiết kiệm nhiên liệu và với động cơ Skytis, một cái động cơ bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu, là một cái động cơ độc quyền của thương hiệu Mazda. Và đây là chi tiết nội thất cho hàng ghế phía sau. Con này thì chủ nhân cũ đã lên cho chúng ta một bộ lót sàn rất là sạch sẽ, một bộ lót sàn rất là cao cấp rồi. Túi để đồ dành cho hành khách hàng ghế phía sau này. Thiết kế ghế phía sau cho 3 người ngồi rất là thoải mái, dễ chịu. Vị trí ghế giữa kiêm luôn bệ tì tay. Phần bệ tì tay này chúng ta có thể ẩn sâu lại, rất là gọn gàng. Và mọi người có thể quan sát các chi tiết
để ly nước trong cái phần ở vị trí ghế giữa ba tựa đầu ở cả ba vị trí ghế. Xung quanh phần keo chỉ của xe các bác có thể quan sát dễ dàng hơn rất là nhiều. Táp ly cánh cửa cho vị trí hàng ghế phía sau cùng với khóa chốt an toàn dành cho trẻ em này. Các chi tiết con ốc không có một cái dấu hiệu nào của cái sự xê dịch hay là một cái sự han ố han gì nào. Tiếp theo cho cái phần khoang cốp của chiếc xe thì chiếc Mazda 3 của chúng ta cũng được đánh giá là có phần khoang cốp khá là rộng rãi, và con này thì có thêm một cái tấm lót để chống trầy xước cho cái vị trí khoang cốp này. Trong một chuyến đi chơi dài ngày thì chúng ta vẫn thoải mái chứa đồ. Đây là khoang vị trí chứa lốp sơ cua kèm bộ dụng cụ sửa chữa. Khoang chứa lốp sơ cua cũng rất là sạch sẽ, không có dấu hiệu gì xét này. Các chi tiết này, phần nỉ xung quanh của chiếc xe này cùng với các chi tiết trên cái phần khoang nắp cốp còn rất là chất lượng. Con này hiện tại em giảm giá đặc biệt với mẫu Mazda 3 2019 này chỉ có 480 triệu đồng. Một chiếc xe cỡ C sedan 2 đầu nhìn trẻ trung năng động. Nội thất tiếp tục cho vị trí ghế phụ này, mọi người có thể quan sát rất là kỹ. Với clip giới thiệu chi tiết này thì các bác cũng không phải mất thời gian khi đến trực tiếp showroom xem, hoặc bác nào ở xa thì có thể nhận xe tại nhà, check test thêm tại nhà. Còn clip này em sẽ giới thiệu chi tiết nhất có thể rồi. Keo chỉ nguyên vẹn 100% nhé, vì chất lượng keo chỉ nó ảnh hưởng đến khả năng cách âm chống ồn của chiếc xe này. Vì vậy nên em quay rất là chi tiết cho các bác tham khảo qua cái clip giới thiệu chi tiết của chiếc xe này. Tiếp theo là vị trí ghế phụ. Với vị trí ghế phụ này thì chúng ta sẽ được trang bị túi khí an toàn cho ngay cả vị trí ghế phụ này. Một cốp đồ chứa đồ phía đằng trước, cửa gió điều hòa và các chi tiết trên xe rất là sắc nét. Cái phần khoang nội thất của chiếc Mazda 3 này còn khá là tươi mới và chất lượng. Thì trong phân khúc cỡ C thì Mazda 3 được xếp vào chiếc xe có form dáng thiết kế trẻ trung, nhiều tính năng option và khá là nhiều tính năng an toàn, được xếp vào top đầu phân khúc rồi. Tem mác của chiếc xe này năm sản xuất 2019 các bác nhé. Khối lượng bản thân này 1300, số chứng nhận hay là số loại rất là chi tiết cho quý khách. Mazda 3 1.5 AT, mọi người quan sát nhé. Đây là cái tem mác của nhà sản xuất dán trên chiếc xe này. Và đây là phần táp lên cánh cửa ở vị trí ghế phụ này. Chiếc xe này nó rất là chất lượng rồi. Và 2019 thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp, vẫn hỗ trợ làm banh cho các bác. Như vậy con này chỉ tầm khoảng 160-170 triệu là các bác có thể mang được chiếc xe này về nhà rồi. Cùng phân khúc với Mazda 3 thì chúng ta sẽ có những chiếc xe như là Cerato hay là Elantra. Nếu so về form dáng thì Mazda 3 cũng không kém cạnh gì về thiết kế ngoại hình trẻ trung. Còn về động cơ thì chắc chắn bền bỉ này, tiết kiệm nhiên liệu và bền lành hơn mẫu hai mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc rất là nhiều. Động cơ Skytech Technology. Skytech Technology là động cơ độc quyền mà chỉ được trang bị trên các mẫu xe của dòng Mazda thôi. Với động cơ bền bỉ, hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu này thì với động cơ 1.5 xe chỉ ăn vào khoảng 5 đến 6 lít cho 100 km đường kết hợp thôi. Có một cái khoang động cơ nguyên zin nguyên bản từ con ốc 7 màu này trên độ giảm sóc này, ốc trên phần thân máy hay là các chi tiết đường ống. Các chi tiết này đều còn nguyên dấu sơn của nhà sản xuất và cam kết không có dấu hiệu cậy mở. Máy số zin cho các bác này, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kim nước. Đây là phần nóc cabo các bác nhá, các chi tiết con ốc này. Tấm nỉ cách nhiệt thì con này nó có một chút sờn thôi nhưng mà chất lượng còn cực kỳ tốt. Tấm nỉ cách nhiệt vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một chút sờn xước nhỏ ở cái bề mặt thôi. Còn mọi người thì quan sát này, keo chỉ trên phần nắp này rất là đẹp các bác này. Giòn cao su này, các chi tiết còn rất là chất lượng cho quý khách hàng. Một mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ C, tầm giá tiền hợp lý, thiết kế thì cũng rất là sang trọng lịch sự. Tiếp theo cho cái phần ngoại thất bên ngoài thì với ngôn ngữ thiết kế thể thao Kodo là một cái ngôn ngữ thiết kế được áp dụng trên tất cả các mẫu xe của Mazda, rất là sang trọng trẻ trung, không kém phần hiện đại và cũng không kém phần sang trọng. Nổi bật cho cái phần đầu xe đó chính là cái mặt ca răng hình miệng cười nổi bật lên logo Mazda rất là lớn trên cái nền đen trên lưới tản nhiệt này. Hệ thống chiếu sáng được trang bị đèn bi cầu projector này, có tính năng auto. Chi tiết đèn gầm của xe, mọi người quan sát cái phần đầu xe khá là bắt mắt và cũng rất là sang trọng cho một chiếc xe thuộc phân khúc sedan cỡ C. Các chi tiết đèn rất là sáng trong nhé, không vẩn đục ố mờ. Phần viền hệ thống pha cốc của chúng ta cũng được trang bị thêm một chi tiết mạ chrome tạo thêm thu hút ánh nhìn cũng như là nét sang trọng độc đáo cho chiếc Mazda 3 của chúng ta.
Trên chiếc 2019 này thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ la răng đúc hợp kim 16 inch, thông số lốp là 205/60R16 này. Phanh ABS chống bó cứng thì được trang bị đầy đủ trên 4 bánh của chiếc xe này rồi. Và cái màu đen là cái màu rất là bền, màu theo thời gian thì màu đen là cái màu giữ form và giữ dáng nhất so với tất cả các phiên bản màu khác của dòng Mazda. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ. Phần gương chiếu hậu của chúng ta sẽ được đặt ở vị trí thân xe, rất là dễ dàng quan sát với tài xế với chiếc Mazda 3 2019 này. Tay nắm cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm, mọi người quan sát cửa sổ nóc từ phía bên ngoài nhé. Với cái cửa sổ nóc đó thì không gian thoáng đãng cũng như là tăng thêm sự cao cấp cho chiếc Mazda 3 của chúng ta lên rất là nhiều rồi. Phần hông thì khá là nhiều các chi tiết đường gân dập nổi, dập chìm, càng tăng thêm sự sang trọng, đẳng cấp và uyển chuyển cho chiếc Mazda 3. Mọi người nhìn từ phần hông này, tổng thể chiều dài của xe khá là dài cho một chiếc xe thuộc phân khúc sedan cỡ C. Mặt la răng bánh sau la răng đúc sáng bóng, không xước sát đáng kể một chút nào, có một chút xước nhẹ thôi. Phía sau chúng ta được trang bị thêm một bộ lốp Michelin này, rất là chất lượng rồi. Form dáng thì phần hậu thì nổi bật nhất đó chính là cái cặp đèn hậu hình lá liễu màu đỏ nổi bật trên cái nền đen của chiếc Mazda này, càng tăng thêm sự trẻ trung hiện đại cho mẫu xe thuộc phân khúc cỡ C của Battefan vô gầm cao. Cam lùi được trang bị đầy đủ cho chiếc xe này rồi. Từ ngoại thất cho đến nội thất thì mẫu Mazda 3 của chúng ta không kém cạnh gì so với những mẫu xe hạng sedan cỡ C đến từ thương hiệu Hàn Quốc, từ các trang thiết bị, thậm chí còn nhỉnh hơn về tính năng thiết bị an toàn. Và nếu như mà các bác nhu cầu mua trả góp thì bên em vẫn hỗ trợ tối ưu khoảng 70% giá trị của xe. Tầm vào khoảng 150-160 là các bác có thể sở hữu được chiếc Mazda 3 2019 bản 1.5 số tự động này rồi. Bao check test toàn quốc, test hãng, test thợ, ship xe tận nhà, check test tại nhà với mẫu Mazda 3 mà em đang giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Vậy bác nào quan tâm chi tiết đến chiếc Mazda 3 2019 mà em đang giới thiệu thì hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0964 834 834, hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ của Ba Tư Phan Vườn Cao, có địa chỉ tại 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Ba Tư Phan. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.